Rồi, xin chào các bạn. Xin chào các bạn lại đến với kênh Chú Heo Hồng của mình nha. Và hôm nay mình cũng mời các bạn đến với kênh của mình. Và mình cũng muốn chia sẻ với các bạn. Đó là gấp hình con cáo các bạn. Gấp hình con cáo đơn giản nhất và không cầu kỳ các bạn. Rất là đơn giản. Thì phần này mình sẽ trang trí gọi là trang trí một cái đuôi các bạn. Trang trí một cái đuôi sơn này. Thì đây là bạn, đây là một con cáo gấp bên đây rất là nhanh gọn và lẹ. Thì mình cũng mời các bạn cùng đi với mình để xem cách gấp con cáo này như thế nào. Thì mình mời các bạn cùng đồng hành với mình nha. Rồi chúng ta cùng đi với các bạn ha. Rồi mình chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ mời các bạn đến với mình gấp giấy 3D cho các bạn ha. Thì hôm nay mình sẽ gửi các bạn một tuyệt phẩm nữa. Trước tiên các bạn cho mình chuẩn bị cho mình một tờ giấy vuông ha, 15 vuông hoặc là 16 vuông cm đó, thì chuẩn bị cho mình một tờ giấy vuông. Rồi cái tiếp chúng ta sẽ gấp chúng lại. Rồi và cái tiếp chúng ta sẽ xếp hai góc nội bộ các bạn ha. Thì mình lấy dấu các bạn ha, lấy dấu được giữa cái tâm, ok. Rồi chúng ta sẽ gấp gấp này vào đây. Này các bạn. Rồi tiếp theo các bạn, chúng ta sẽ trở lên mặt này nha, trở lên mặt ngoài này, ok. Ta sẽ lấy từ góc này mẹ vô, các bạn nhớ là đầu này phải cho nó ăn góc, ăn sát góc luôn nha các bạn nha, ăn sát góc luôn mẹ vô và nó kéo xuống. Thì chúng ta sẽ cho thích hợp là nó to hay nhỏ ha, mẹ xuống cho nó ăn góc ha, ăn góc ăn cạnh ha. Cái tiếp chúng ta sẽ kéo này xuống, kéo con này xuống. Chúng ta sẽ kéo con xuống nè. Ok. Kéo con xuống. Ok các bạn. Rồi thì chúng ta à, đây đây đây. Rồi các bạn ha, chúng ta sẽ kéo cái đầu này xuống nha, nhẹ nhàng. Rồi ok, giờ chúng ta sẽ vô phần trang trí các bạn ha. Chúng ta sẽ trang trí ha. Trước tiên trang trí là con mắt các bạn. Cáo là một loại con hung dữ các bạn ha. Chúng ta trang trí mắt bén tí. Cái góc cạnh vậy. Trang trí miệng với mắt ở góc cạnh các bạn thì đó là không dữ. Đây, giờ con cá rất là hoàn thành các bạn ha. Gấp rất đơn giản các bạn nha, không có cầu kỳ, không cần phải cầu kỳ quá đâu. Chúng ta cứ đơn giản thôi. Quan trọng cái trang trí chúng ta nó sắc bén cái xíu. Mắt cạnh góc sắc bén thì con cá nó mà càng giữ là càng ra hình con cá các bạn. Các bạn. Ok các bạn đã xem cái video của mình nha. Rồi, mình chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại nha các bạn nha.
Rồi, tay hình gấp anh em rất đơn giản các bạn, không cầu kỳ. Rồi, tạm biệt các bạn.